Chào các bạn, chúc các bạn buổi sáng vui khỏe và một ngày thật an lành. Mời các bạn cùng ngắm vườn hoa súng của mình khi bầu trời không có nắng này. Khi không có nắng thì vườn hoa mình như thế này đấy các bạn. Giống tulip chưa? Nè, đây cũng vậy nè. Đây cũng vậy nè. Cả vườn luôn các bạn, khi bầu trời không có nắng là lim dim như vậy đó nè. Chỉ có em này là nở thẳng cánh thôi. Đây cũng vậy, nở không thẳng cánh được các bạn. Các bạn thấy giống tulip không? Giống tulip các bạn ơi. Còn cái nào nở thì nở 7 phần thôi, 7 phần 8 phần thôi. Các bạn thấy này. Giống tulip chưa? Nở mà mèo xèo xèo á. Giống tulip chưa các bạn? Nở mướn thẳng cảnh được các bạn ơi. Như tulip, tulip thiệt á chứ. Còn bạn là nợ mà đều mấy nợ, 10 thì nợ được 8 thôi. Tội nghiệp chứ. Hóa súng mà thành hóa tulip. Thôi, mình dừng clip tại đây nha. Trời đã tối lại giống như muốn mưa đó các bạn. Trời muốn mưa rồi. Thôi, mình dừng clip tại đây nha. Chào các bạn nha. Bye.